bay lại à không phải bay mà là anh ấy lại mạng thì bây giờ chắc là ổn rồi, đúng không chào bạn mê mê mỗi ngày một lần vui nha anh ăn sinh nhật người yêu cũ xong à không ăn sinh nhật người cũ gì chờ à? em thấy hoa mắt trong mặt chào bạn phương lê nha chào bạn good boy thật sự nha chưa chi là hoa mắt trong mặt rồi tiếp nhé chào bạn uh, thưởng Florentino nha lâu lắm rồi xem chào bạn Unlock nhé anh vui dứa là sao rồi câu uh, số 4 này câu số 4 câu số 4 nhé này nó cho là nhanh nhanh mấy câu anh sẽ xong hay là nhầm ký nha câu số 4 này bây giờ cho f x đúng không đấy f phẩy thì bằng này người ta hỏi cái hàm số này là cái hàm số nào trong các hàm số sau đây đấy tức là mình sẽ đi tìm cái hàm số F'X đúng không thì để tìm được hàm số f x thì mình nhớ tính chất nhá là nguyên hàm của F'X phẩy đấy thì sẽ bằng là F'X cộng với c đúng không nhỉ? F, x cộng với c được chưa anh vừa ăn cơm xong anh với lại mạng mà lấy bàn chưa giòn giòn rồi mà Chắc em phải đổi tên Được chưa? Đấy, các bạn áp dụng này nhá Thì mình sẽ là Thì nó nguyên hàm của gì đây 3 nhân với x cộng 2 Tất cả bình Dx, đúng không? Đấy, bằng Bây giờ anh sẽ đưa cái số 3 ra ngoài Thì đó 3 lần đi đây Nguyên hàm của x cộng 2 Tất cả bình Dx Đấy, thì áp dụng công thức nhỉ? Công thức anh cho rồi, đúng không? Công thức anh cho rồi Thì công thức là gì? Đó là nguyên hàm của tí đây Là k lần nhá k lần của ax cộng b Mũ n dx Thì nó bằng gì đây? Nó bằng k lần nhân với 1 trên a Và nhân với ax cộng b Mũ n cộng 1 trên nó n cộng 1 và cộng với c Đấy, Thì mình thay thôi đúng không? A đây bằng mấy? A xác định đây bằng 1 đúng không? Bởi vì là x N đây bằng mấy? N bằng 2 Thay thôi Nó bằng 3 như thế này X cộng 2 mũ mấy? n cộng 1 đúng không? Thì là x cộng với 2 cộng 1. Đúng không? Trên cho 2 cộng với 1 và cộng với c. Vậy nó bằng gì đây? Nó bằng 3 lần x cộng 2 mũ 3 đúng không? Trên cho 3 nhá. Đấy, xong bây giờ các bạn sẽ rút ra. Hay là nó sẽ bằng x cộng 2 mũ 3 và cộng với c. Chờ, vậy là mình đã tìm ra được fx rồi nhá. Thế này là tiến ra fx được chưa? Đến đây là tìm ra fx được đúng không? mới không gặp thầy có 2 phút mà nhớ quá thôi nhớ để học luôn nhá mình có chỗ này ổn chưa nhỉ các bạn thấy chỗ này ổn chưa Đấy, các bạn chỉ cần các bạn chỉ cần áp dụng đúng với cái công thức anh cho này thôi thì làm bài tập nó rất là dễ nhá Đấy. các bạn cứ làm nhiều lên thì nó sẽ được một trên a thì a bằng một rồi đây x cộng 2 đúng không thì a bằng một rồi thấy chưa thì có phải 1 một, một trên 1 một thì vẫn là 1 không? Thì lấy làm gì em? <laughs> Đang dậy mà cười Cười là trời ơi Đau đầu Cái này dễ mà Đấy cái này dễ này còn đau đầu nhá Thì mai mốt đến lúc mà đi thi làm sao biết làm được Đến lúc thi tốt nghiệp thì có biết làm làm sao được yeah. Đấy, tiếp tục nhá Chỉ bấm máy đi Đấy, bản chất còn chưa hiểu thì bấm máy làm sao đấy em phải học uh, rõ bản chất đã chứ yeah. học rõ bản chất thì đứa mày mới hiểu được bây giờ người cho f0 bằng 8 đúng không đấy f0 bằng 8 cách này là đơn giản nhất rồi còn đâu nữa yeah. thì f0 bằng 8 đúng không f0 bằng 8 đấy yeah. thế bây giờ mình thay không ở đây thôi thì hay được gì đây thay không vào nhá thì là 0 cộng 12 mũ 3 cộng 10 c nhỉ yeah. vậy là 8 thì bằng 8 cộng c từ đây suy ra c bằng 0 nhá, yeah, C bằng 0 Xong rồi nhá, dễ ra nước mắt <laughs> C bằng 0 đúng không đấy, C bằng 0 thì các bạn thay lên đây Thì từ đây anh suy ra được Fx Thì sẽ bằng gì đây X cộng 2 mũ 3 Bây giờ học sang học kỳ 2 rồi còn chưa đề gì nữa em Sang kỳ 2 rồi mà Vậy Fx người ta được là X cộng 2 mũ 3 Đáp án chính xác đây là đáp án D đúng không? D nhé. D x cộng 2 mũ 3. Bắc Linh mới thi à? Bắc Linh mới thi nhưng mà bây giờ sang hết kỳ 2 rồi mấy em. Bây giờ những những trường hoặc là những sở nào mà thi muộn ấy thì thôi chứ làm nào được. Thông chưa? Lại đi anh ở à, chỗ nào em? Bây giờ mình phải học sang kỳ 2 rồi chứ. Chủ nhật em thi đăng cả Xong rồi nhá Đấy, nói chung là mình chỉ cần áp dụng đúng cái công thức này thôi Đấy, áp dụng đúng cái công thức này thì nó rất là đơn giản nhé Xong rồi người ta sẽ cho một cái dữ kiện này thì mình tìm ra C là xong nhé Câu 3, câu 3 thì lâu rồi mấy em Câu số 5 này Câu số 5 nhé Tìm giá trị của hàm số này đúng không? Là một nguyên hàm của hàm số này Bây giờ tìm M đúng không? Bây giờ người cho F lớn Thì bằng thằng này F lớn nhé, là một nguyên hàm đúng không? Đấy, F lớn là một nguyên hàm thì có phải là f lớn của x đấy lấy đạo hàm thì bằng gì đây thì bằng f x đúng không thì bây giờ ta các các bạn chỉ việc đi đạo hàm thằng này xong nhé bây giờ ta đạo hàm thằng này xong cho em đăng ký một buổi chữ đề riêng à ok nhá tí nữa ib cho anh nha anh ở mô giữa anh uh, nói chung là anh đang ở nhà xong chưa xong rồi đúng không đấy, thì bây giờ ta sẽ đi đạo hàm con này ra ta có là m của x mũ ba cộng với 3m cộng 2 x bình trừ cho 4x cộng 13 ta lấy đạo hàm lấy đạo hàm nhé thì nó bằng gì đây 3 x mũ 3 lấy đạo hàm thì bằng 3 là x bình đúng không tức là 3m x bình cộng với x bình lấy đạo hàm thì bằng bao nhiêu đây nó chính là bằng 6m cộng với 4 nhân với x đúng không trừ 4x lấy đạo hàm thì đây đấy trừ 4x lấy đạo hàm thì là trừ 4 đúng không? trừ 4 nhá 3 lấy đạo hàm thì bằng 0 không? xong rồi đúng không Thế ở đề nó cho gì đây? Đề nó cho là bằng thằng fx ấy, fx ấy nó cho là bằng 3x bình cộng cho 10x và trừ cho 4. Thì đến đây các bạn sẽ làm gì? Đến đây thì các bạn làm gì đây, được chưa? Đấy, đến đây thì các bạn làm gì? Đến đây các bạn sẽ đồng nhất hệ số, được chưa? Đấy. Đồng nhất hệ số nhá, thì từ đây rút ra. Đây được là 3m thì sẽ bằng 3. Đấy, được chưa? Đây từ là 6m cộng 4 thì bằng 10. Đấy, được chưa? trừ 4 thì bằng trừ 4 rồi đúng không? Vậy từ đây mình suy ra m thì sẽ bằng 1 đúng không nhỉ? Vậy đáp án chính xác là C nhá. Yeah, C. Em lỡ mở lốc. <laughs> mở lốc thì mở lại. Câu có hơn đi, câu này thì ai chả làm được. Có phải là ai cũng giỏi đâu em. Bạn làm như kiểu là ai cũng giỏi hết ấy, Mà bạn lại nói thế. Ai cũng làm được. Có những bạn không biết làm mà các bạn biết làm thì không phải ai cũng làm được đâu. Mà lại bảo là cái câu này ai cũng làm được. Sao ra 1 đã? Sao lại ra 1 đã? Sao lại ra 1 thì gì đây 3m 3m bằng 3 đúng không? Thì suy ra m 1 thôi. Cái này dễ mà được chưa? Đấy, cái này suy ra m 1 thôi chứ gì đâu. Nhá? cái chỉ đến chỗ này đến chỗ này không rút ra nữa thì anh không biết là nào đến chỗ này suy ra được nữa tôi không làm được không làm được nhá anh viết lại công thức ở đây công thức đây nhá công thức đây công thức này nhá ăn cà rem là gì xong chưa tiếp nhá, tiếp theo câu tiếp theo, câu số 6 này. Câu số 6 nhá. câu 6. Anh có úp xong anh có nhá. Lâu lắm rồi anh cũng chưa úp. Thì chắc là tí nữa thì anh sẽ úp hết lại nhá. Lâu rồi chưa úp. Cũng bỏ một tuần này rồi chưa úp về Anh chưa mấy câu lượng giác lượng giác rồi à mà. Lượng giác thì tí nữa nhá. Đây có lượng giác rồi. chưa? Đấy, lô câu số 6 nhá, sau anh chưa một câu lượng giác nữa câu 6 này tìm nguyên hàm của hàm số fx thì bằng 1 trên x của 3 đúng không à, thì có tính chất thì đây tính chất của loga mình học ở chương 2 này nhé là 1 trên a ấy thì bằng a mũ trừ 1 đúng không Đấy, 1 trên a nhá thì bằng a mũ trừ 1 đúng không thì bây giờ ta có là 1 trên cho x mũ 3 thì tức là bằng gì đây thì nó bằng x mũ trừ 3 xong chưa xong chưa xong rồi đến đây các bạn áp dụng công thức gì nhỉ công thức là nguyên hàm của x mũ n đích, thì sẽ bằng x mũ n cộng 1 trên nó N cộng 1 và cộng, cộng, cộng c Đúng nhỉ Đấy Áp dụng công thức nhá Các bạn đến chỗ này các bạn hiểu đúng không Từ cái phân số người ta đưa về cái này Hiểu chưa Vậy ta có nguyên hàm của cái này 1 trên x cũng 3 dx Thì nó chính là bằng nguyên hàm của x mũ trừ 3 dx Để áp dụng công thức này nhá Thì nó bằng x mũ trừ 3 cộng với 1 trên nó Trừ 3 cộng với 1 Cộng với c Nha Nó bằng x mũ trừ 2 trên nó Trừ 2 cộng với c Chưa chưa Đấy thì x mũ trừ 2 thì nó giống cái này đúng không? Mình lại đưa ngược lại này Giống đưa ngược lại nhé Thì nó bằng là gì đây? 1 trên nó trừ 2x bình cộng với c Thấy dễ không nhỉ? Vậy đáp án chính xác là gì đây? Đáp án A đúng không? Thấy dễ không? A à. Vừa dạy vừa ghi công thức dễ hiểu lắm anh Ok nhá Kênh anh là gì á? Kênh anh là tên anh luôn nhá Em tạch sinh rồi Tạch sinh là hỏng rồi cố gắng lên nhá nói cho là cố gắng đỗ y nhá sau này có gì làm thành đồng đồng nghiệp với anh nhá sau này biết đội đồng nghiệp à, anh ơi thầy em có cách dạy làm nhanh không cách đây là anh anh giảng cho các bạn từ từ thì anh viết từng cái chi tiết một thôi mai mốt mà các bạn đến lúc mà các bạn gần thi tốt nghiệp thì anh sẽ làm nhanh đây là lúc mới học thì các anh sẽ viết chi tiết này thôi cho các bạn nói chung là ai cũng hiểu Hai ca tư đang xem lại Mà để không quên Hai ca tư ôn thi lại Thầy có giỏi tiếng Anh không Anh nói chung là anh chỉ giỏi tiếng Nhật thôi Thấy chưa Yamate đúng không Tiếp nhá Câu số 1 này Câu số 1 Câu số 1 này Đấy, Cho tí lượng giác Cho tí lượng giác nhé cho tí đậu rác cho nó hay đúng rồi ra mặt đúng không hóa đã lấy đi hạnh phúc của gia đình em nói chung là chế chế pháo mà chế pháo anh giảng lại câu 6 câu 6 em xem lại giúp anh nhé thầy có giỏi tiếng anh em không có nhá câu số 1 này là câu số 1 bây giờ người cho là xin bình đúng không Đấy, các bạn chú ý xin bình thì bây giờ mình sẽ gì đây Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ đưa đưa về đúng không? Là công thức nhân đôi. Đấy, công thức nhân đôi thế có là sin bình. Sin bình nhá, lượng giác thì các bạn phải nhớ công thức lượng giác ấy, đúng không? Thì nó là 1 trừ cho cốt của 2x chia 2. Đấy, các bạn đưa về đúng không? Đấy, đưa về đây. Thì là các bạn thầy thôi. Ta có là nguyên hàm của f(x) dx thì nó sẽ bằng gì đây? Đấy, nó bằng gì? Nó bằng là nguyên hàm của gì đây? 1 trừ cốt của 2x chia cho 2 dx. Đấy, đến đây thì anh sẽ tách riêng ra Đúng không? Tách riêng ra Thì nó có bảo là nguyên hàm của 1 phần 2DX Trừ 1 phần 2 nguyên hàm của Cốt của 2DX Đúng không nhỉ? Đến đây thì các bạn sẽ dùng cái công thức nhé Công thức anh vừa cho đúng không? Công thức là gì? Đấy công thức là gì? Anh lại viết lại nhé Là nguyên hàm cốt của AX cộng B DX thì nó bằng gì đây? Nó bằng là 1 trên A Nhân với sin của ai cộng B Và cộng vào C Xong rồi đúng không? Đấy, xong rồi đúng không? Xong rồi đúng không? Lượng giác thì em xin phép bởi máy á Cố gắng học lên em Cái dễ rất là dễ mà à, đấy, bằng tí này Cái này anh cho ghi rồi đúng không? Thì nguyên hàm của KDX Thì nó bằng là KX cộng C Thì K ở đây là cái gì đây? K ở đây là 1 phần 2 đúng không? Các bạn là bằng 1 phần 2X không? Xong rồi, đấy Trừ 1 phần 2 thì đây Các bạn thích bấm máy đúng không? Thì hôm sau anh sẽ làm video trên TikTok về bấm máy nhé thích bấm máy đúng không? Có bấm máy luôn cái gì. Đấy, thì áp dụng vào thì là 1 trên A đúng không? 1 trên A. Đấy. Đấy, 1 trên A, đây là 1 trên A bằng mấy đây? A bằng 2 đúng không? Tức là 1 phần 2 nhân với sin của 2x cộng với C. Được chưa? Tức là bằng x trên 2 chứ 1 phần 2 nhân 1 phần 2 là 1 phần 4 đúng không? Sin của 2x cộng với C. sao nha. Anh ơi, em em học sai ngành. Và nếu bây giờ em bắt đầu ôn lại thì kịp không? Em quên gần hết á. À, bạn này là 2K4 đúng không? Thì chắc là lúc uh, hướng nghiệp thì không có ai là gọi là hướng nghiệp cho bạn đúng không? Nên bây giờ nhận ra là học sai ngành à. Thì bây giờ là tháng 1 đúng không? Thì bây giờ ôn vẫn kịp nhá. 5 tháng còn lại thì em ôn vẫn kịp nhá. Bây giờ ôn thì vẫn còn kịp, cố gắng lên nhá. Xem anh nhiều giờ không sợ giải tích Mà hình học em bó tay Cái này liên quan gì đến anh trời Lác gì có lác đâu trời Chờ vậy đáp án chính xác là gì đây Đáp án C đúng không Đáp án C nhé C Đó, C nhé Có bắt liên quan rồi nào Rồi nhá, thì nói chung là buổi live hôm nay thì anh sẽ kết thúc đây nha. Đấy, thì bây giờ đến lúc anh sẽ like cho nhóm kín nha. Ôn giúp em toán 11, qua Tết em thi lại nha. Toán 12 chứ. Nha. Yeah. Đấy, thì bạn nào muốn tham gia nhóm kín thì email anh nha. Không thích. Trời ơi, không thích gì trời ơi.